Người nổi tiếng TV 24H là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24H. Phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã vượt quá 3 triệu vé đặt trước. Bai Lu và Triệu Lộ Tư là hai nữ diễn viên trong làng giải trí gần như không bao giờ tham gia phim truyền hình. Việc quay bộ phim cổ tích Thần Âm đã hoàn thành vào đầu năm và đã được xác nhận phát sóng trên các nền tảng Tencent Video và Mango TV. Dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào quý 4. Giao Lucy, một cô gái trẻ sinh năm 1995, trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình trực tuyến The Rumor Chen Kian Kian và mức độ nổi tiếng của cô tăng lên nhanh chóng. Sau đó, cô liên tiếp tham gia các bộ phim truyền hình được đánh giá cao The Star và Settle Canter 2, dần dần củng cố vị thế của mình trong làng giải trí. Thử thách đầu tiên của Triệu Lộ Tư trong bộ phim cổ tích nữ chính The Hidden Ghost có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển sự nghiệp của cô, là một nỗ lực hoàn toàn mới xét về độ khó trong diễn xuất cũng như chiều sâu của nhân vật. Bộ phim này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý, không chỉ liên quan đến sự nghiệp diễn xuất cá nhân của Triệu Lộ Tư mà còn nêu bật sự kỳ vọng của nhà sản xuất và các đài truyền hình dành cho bộ phim. Sự bổ sung của Triệu Lộ Tư đã tiếp thêm sức sống mới cho chủ đề phim cổ tích được ưa chuộng. Vì vậy khán giả rất mong chờ được xem diễn xuất mới của cô trong bộ phim cổ tích nữ anh hùng này cũng như sự hiểu biết và diễn giải sâu sắc của cô về vai diễn. Bộ phim cổ tích The Hidden Ghost với sự tham gia của Giao Lucy và Oang Anil còn có Jin Er, Lee Jung Rui, Tào Phê Rang, Yana Naina, Kui Han, He Kai Lan và nhiều diễn viên khác tham gia dàn diễn viên. Vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Sinh Lan với chủ đề về cảm hứng và sự bất tử, kể về câu chuyện của quái vật ngưng tụ nước Ajin và Cu Chin, con trai của vị thần thực sự, tình cờ gặp nhau và dấn thân vào cuộc hành trình con đường tìm kiếm bản thể bất tử, được đồng hành cùng những người bạn của họ như Hong Ji, cháu trai của vua tộc Hồ Ly và Giang Sung, công chúa của tộc Đại Bàng. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, trải qua nhiều khó khăn và cuối cùng có được tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình. Một trong những nhân vật chính của câu chuyện là quái thú ngưng tụ nước Ajin, một nhân vật có tinh thần phấn chấn. Đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, cô không hề sợ hãi và nỗ lực để tiến về phía trước. Ajin bất ngờ gặp Cu Chin, con trai của vị thần bị phong ấn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã mở đầu cho cuộc phiêu lưu của cả hai cùng nhau theo đuổi sự bất tử. Trong vai diễn của mình, hai diễn viên chính không chỉ thể hiện thái độ tích cực với cuộc sống mà còn thể hiện sự kiên trì, nỗ lực trong quá trình trưởng thành thông qua cốt truyện. Cu Chin sở hữu sức mạnh thần thánh nhưng bị phong ấn. Điều này làm tăng thêm cảm giác bí ẩn và hồi hộp cho câu chuyện. Khi cốt truyện mở ra, khán giả sẽ được chứng kiến cách Cu Chin dỡ bỏ phong ấn cũng như sự hiểu biết và hợp tác ngầm giữa anh và Ajin. Yếu tố siêu nhiên này hòa quyện với chủ đề khiến toàn bộ câu chuyện càng trở nên kỳ ảo hơn. Trong hành trình theo đuổi bản thể bất tử, Ajin và Cu Chin đã được sự giúp đỡ và đồng hành của những người bạn đồng hành như Hong Ji, cháu trai của tộc Phốt và Giang Sung, công chúa của tộc Eager. Những người bạn này không chỉ hỗ trợ lẫn nhau trong trận chiến và cùng nhau đối mặt với kẻ thù mà còn thiết lập một tình bạn sâu sắc khi lớn lên. Sự hợp tác và hiểu biết ngầm của họ sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ quan trọng trong cốt truyện. Đồng thời, họ cũng sẽ cho khán giả thấy được năng lượng tích cực của sự đoàn kết và tình bạn. Yếu tố tình yêu trong truyện cũng tạo thêm điểm nhấn mạnh mẽ cho cốt truyện. Trong quá trình cùng nhau chiến đấu và đối mặt với thử thách sinh tử, Ajin và Cu Chin dần nhận ra sức mạnh và sự quyến rũ của nhau. Và cuối cùng họ đã đến được với nhau. Sự thăng hoa dần dần của dòng cảm xúc này khiến toàn bộ câu chuyện trở nên nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn. Bộ phim truyền hình mới Sen In là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, đồng thời cũng mang đến sự kỳ vọng không giới hạn cho cô và nền tảng. Hiện tại, số lượng đặt trước trên Tencent Video Platform đã vượt quá 3,3 triệu. Điều này cho thấy bộ phim này đã đạt được thành tích ấn tượng trước khi phát sóng. Đồng thời một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của Giao Lucy. Giao Lucy đóng vai Phen Dung của đảo U Tân trong vở kịch. Cô là vị thánh phượng hoàng thứ hai trong và ngoài tam giới. Là đệ tử duy nhất của hoàng đế hiện tại Phen Rang. Anh cũng là người thừa kế ngai vàng của hai gia tộc Tian và Phen. Trong lần niết bàn đầu tiên, linh hồn của cô đã tan vỡ do vô tình mất đi vị thần nhỏ Cu Chin. Những mảnh linh hồn của cô ký sinh trong cơ thể của quái thú ngưng tụ nước. Sau vô số lần tái sinh, linh hồn của cô cuối cùng đã trở lại cơ thể ban đầu. Kiểu thiết lập nhân vật này khiến quá trình trưởng thành và biến đổi của nhân vật trở nên hấp dẫn hơn. Khán giả tràn đầy kỳ vọng vào số phận của cô. Cách trang điểm của Giao Lucy trong vở kịch cực kỳ bắt mắt. Bộ trang phục sa tanh màu hồng cô mặc thể hiện địa vị cao quý của mình. Những chiếc lông vũ tô điểm trên vai tạo thêm nét huyền bí.
kết hợp với vương miện màu hồng và búi cao. Triệu Lộ Tư không chỉ trông có vẻ năng động và sành điệu mà còn duy trì được bầu không khí trong trẻo và khí chất. Cách trang điểm và tạo kiểu được chăm chút kỹ lưỡng như vậy đã thể hiện một cách hoàn hảo vẻ đẹp và sự bí ẩn của nhân vật, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Giao Lucy đối với hình tượng nhân vật. Giao Lucy đã thể hiện một khía cạnh khác trong bộ phim cổ trang. Cô thể hiện thành công bầu không khí kỳ quặc và dễ thương của nhân vật thông qua kiểu tóc tết nửa đầu tinh tế và điểm nhấn những chiếc kẹp tóc hình con bướm đối xứng. Nhìn chung, cô đã sử dụng màu sắc quần áo phong phú và sặc sỡ trong vở kịch, đồng thời sử dụng mức độ màu sắc một cách táo bạo và khéo léo, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về ngoại hình nhân vật và tầm nhìn thẩm mỹ nhạy bén. Ngoài ra, không thể bỏ qua màn trình diễn nổi bật của cô trong trang phục màu xanh. Giao Lucy không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất trong bộ phim mới The Hidden Ghost mà còn tạo hình thành công hình tượng nhân vật của mình. Cô cẩn thận thiết kế trang phục, trang điểm để các nhân vật trở nên sống động hơn và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Khi cốt truyện tiến triển, khán giả sẽ tràn đầy kỳ vọng vào màn thể hiện tuyệt vời của Triệu Lộ Tư trong bộ phim cổ tích nữ anh hùng này. Đồng thời họ cũng kỳ vọng cô sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp sau này. Hoàng A Niu đóng vai nam chính Cu Chiên. Anh đóng vai vị thần cổ xưa Bai Du trong vở kịch. Anh cũng là con trai duy nhất của Sang-gu, Hao-chi, chúa tể của thế giới cổ đại, và được kỳ vọng sẽ trở thành chúa tể tương lai của thế giới cổ đại. Sức mạnh của sự hỗn loạn. 100 năm trước, thần thông của hắn bị Thiên Khải phong ấn, bị cổ nhân vứt bỏ lên trời, cuối cùng được Đông Hoa Đế nhận nuôi, trở thành đệ tử danh nghĩa của Đại Trạch Sơn. Do một tai nạn, linh hồn của Phen Dung Phen Ginh của đảo U Tân bị phân tán. Để đoàn tụ linh hồn của mình, Cu Chiên đã dẫn dắt quái thú ngưng tụ nước Ajin du hành qua ba cõi. Quan A Niu thể hiện phong cách thông minh và gọn gàng trong phim mới, kiểu tóc đơn giản, gọn gàng, đôi khi đội thêm vương miện, đôi khi tóc được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, tổng thể phong cách làm nổi bật sức sống và không khí trẻ trung của tuổi trẻ. Bộ trang phục cổ xưa màu hoa mai trắng anh mặc không chỉ làm nổi bật hình tượng đẹp trai, đầy nắng mà còn phù hợp với chủ đề và không khí của những câu chuyện cổ tích xa xưa. Cu Chiên gánh trên vai một sứ mệnh nặng nề và có số mệnh trở thành chúa tể tương lai của sức mạnh hỗn loạn. Số phận của anh là duy nhất. Quan A Niu đã truyền tải thành công hình ảnh kiên quyết và dũng cảm của Cu Chiên qua vẻ ngoài giản dị và điển trai. Khán giả có thể mong đợi được xem anh đã phải đối mặt với bao khó khăn như thế nào, giải phóng được thần thông của mình và câu chuyện cảm động với Phen Dung của đảo U Tân trong vở kịch. Vai diễn Vương An Ngọc trong phim truyền hình mới Sen In thể hiện hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp trai, cương nghị và dũng cảm, mang đến cho khán giả một thế giới cổ tích đầy mê hoặc. Diễn xuất xuất sắc của anh sẽ trở thành một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Tôi tin rằng trong bộ phim cổ tích có nhân vật nữ chính này, anh sẽ mang lại sức sống hơn cho Cu Chiên bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật, khiến toàn bộ câu chuyện trở nên thú vị hơn. Lôi cuốn.